chào các em. Chào mừng các em đến với lớp cô Kim Em. Ở trong buổi học hôm nay, cô chia sẻ đến các em bài học số 2 của luyện viết chữ đẹp các em nha. Ở bài học số 1, chúng ta đã được học nét sổ, nét móc dưới. Bây giờ, chúng ta sẽ học qua bài số 2, gồm có các nét sau, đó là nét móc trên và nét móc hai đầu để ứng dụng vào các chữ, đó là chữ N, chữ M và chữ P. Bây giờ, các em hãy quan sát lên màn hình và lắng nghe cô hướng dẫn để thực hiện nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách viết từng chữ. Đầu tiên là chữ P. Các em xem chữ P. Gồm có nét xiên phải là hất nhẹ vào góc. Tiếp theo là nét sổ. Chúng ta sẽ dài 2 ô ly. Thứ ba nữa là có nét móc hai đầu. Như thế là chúng ta xong chữ P. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại từng nét các em lưu ý nha. Chữ P chúng ta gồm có 3 nét. Nét thứ nhất là nét xiên phải. Nét xiên phải thì chúng ta sẽ hất nhẹ vào góc ở ngay dòng kẻ của ô ly số 2 ha. Đây, hất nhẹ thôi. Nét thứ hai là nét sổ. Nét này chúng ta sẽ sổ thẳng xuống và dài 2 ô ly nha các em. Chúng ta sẽ đếm nha. Từ đây xuống đây 1, 2. Rồi sau đó chúng ta sẽ nối thành một đường thẳng xuống. Đây. Tiếp theo là nét móc hai đầu. Nét móc hai đầu chúng ta lưu ý chúng ta chấm ngay ở giữa. Giữa ô ly số 1 đếm lên á. À, chúng ta sẽ tách ra ở ô ly ngay ở giữa ô ly số 2 trên đây. Chúng ta sẽ tách ra. Rồi. Kết thúc thì cao nửa ô ly ha các em ha. Thì nét móc hai đầu của chúng ta cố gắng chúng ta phải có nét huyết hở trên đây để chữ P chúng ta đẹp. Chúng ta kéo sát quá thì chữ P sẽ mất đẹp các em ha. Xiên phải, sổ thẳng 2 ô ly và nét móc hai đầu. Nét móc hai đầu cũng cực kỳ quan trọng nha, nó không có một cái đường tạo thành góc nhọn như chữ đầu tiên đâu, mà nó là cong ở hai đầu luôn ha. Rồi, cô đã hướng dẫn xong cách viết chữ P. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ N. Chữ N của chúng ta thì gồm có nét móc trên. Cách viết nét móc trên thì chúng ta sẽ chấm ở giữa ô ly số 1 đây này, tạo một đường cong và ngay góc chúng ta kéo thẳng xuống. Thứ hai là nét móc hai đầu, cũng một phân nửa chúng ta tách ra. À, chúng ta sẽ có chữ N, cô viết lại nha. Nét móc trên và nét móc hai đầu gắn lại. Kết thúc của chữ N, nét móc hai đầu cũng dừng ngay ở giữa là nửa ô ly, nửa cao là nửa ô ly thôi ha. Bắt đầu nè. Cô chấm nè, nét bắt đầu. Chúng ta tạo thành đường cong vào góc này, chúng ta sẽ kéo một đường thẳng xuống đây. À, cô nối lại đây. À, vậy chữ N không có góc nhọn nha. À, nét móc hai đầu ngay ở phân nửa của chữ N chúng ta sẽ đánh ra nửa ô ly. À, tạo thành đường cong thành nét móc hai đầu cao lên nửa ô là kết thúc chữ N. Thường chúng ta bị những cái lỗi đó là chúng ta nét móc hai đầu chúng ta đi sát quá, sát vào nét móc trên quá thì nó sẽ không có nét khuyết ở trên chữ, thì chữ N của chúng ta sẽ không được đẹp.
hoặc là bắt đầu của chữ N là mép nét móc trên này nè. Nét móc trên này chúng ta sẽ ngang quá thì cũng không được đẹp lắm, cho nên chúng ta cố gắng bắt đầu từ nửa ô ly ha. Rồi chúng ta sẽ nối nó lại với nhau. Chữ N gồm có nét móc trên và nét móc hai đầu nối lại thì thành chữ N. Cô đã hướng dẫn xong chữ N, bây giờ chúng ta sẽ qua tới chữ M các em ha. Chữ M thì viết tương tự như chữ N, nhưng chữ M nó có hai nét móc trên. Nét móc trên hướng thứ nhất. Đây. Nét móc trên thứ hai thì chúng ta cũng bắt đầu từ nửa ở giữa ô ly số 1 của chữ N trước á. Đây, của nét móc trên nè, chúng ta sẽ tách ra. Đây. Rồi nét tiếp theo là nét móc hai đầu. Để chắc chắn chữ thì chúng ta khoan viết liền nét, chúng ta có thể là ngừng ở từng nét, sau đó chúng ta sẽ nối nó lại thành chữ M. Khi mà chúng ta quen tay rồi thì chúng ta có thể viết liền nét, ví dụ liền nét nè, đây là chữ M. Còn nếu bạn nào chưa quen tay á, thì mình có thể là viết từng nét, ví dụ nét móc trên, nét móc trên và nét móc hai đầu. Khi nào mình quen tay rồi á, thì mình sẽ viết liền nét đây. Rồi sang nét móc hai đầu.
Như thế là cô vừa hướng dẫn xong đến các em cách viết chữ P, N, M, ứng dụng của nét móc trên và nét móc hai đầu. Các em hãy bỏ thời gian mỗi ngày ra 10 phút để luyện viết chữ các em nhé. Chúc các em có nét chữ đẹp.